Thưa quý vị, có chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Wagner, tức là cái bọn lính đánh thuê, đâm thuê chém mướn. Wagner là ai? Cũng là bọn người Nga, nhưng mà nó chuyên môn gọi là du thủ du thực. Nó phát xuất từ châu Phi trước, là Nga nó có những cái mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương ở bên Nga nó khai thác, và nó bị dân địa phương chống đối, cho nên nó phải mượn một số đầu trâu mặt ngựa mang võ khí và bảo vệ quyền lợi của Nga. Và cái bọn đầu trâu mặt ngựa này lâu ngày nó đông đảo, nó thành ra lực lượng đánh thuê Wagner. Ngoài việc đấy bảo vệ các cái mỏ vàng mỏ bạc của Nga, nó còn đi đánh thuê đánh mướn cho các chính phủ da đen nào muốn lật đổ nhau. Ngay cả cái vấn đề Niger vừa rồi, Nga muốn đẩy Pháp ra khỏi Niger, cũng dùng tụi lính đánh thuê Wagner để mà lật đổ, ủng hộ cho một tên đại tá mới có 33 tuổi trẻ con nít, và bây giờ nó lên tự phong cho nó là đại tướng, y như mấy cái tụi mà cả chớn lính tranh khổ đỏ của bên Đông Dương ngày trước. Nó đảo tránh xong rồi nó phong đứa này lên trung tướng, đứa kia lên đại tướng, cả lũ cái tên tổng thống mà do Pháp đưa lên hồi trước bây giờ đang bị tù, đang bị quản thúc cả gia đình. Thế thì hôm nay cái lực lượng Wagner thì làm sao? Không được Putin ủng hộ mạnh như hồi trước. Là vì quý vị nhớ cái cuộc binh biến không? Cách đây một tháng nó muốn đảo tránh, nó muốn giết, ra lệnh hạ bệ bộ trưởng quốc phòng của Putin, hạ bệ tên tham mưu trưởng liên quân của Putin. Nhưng mà nửa đường nó lại được Belarus nói rằng là mua chuộc, đưa cho nó tiền cả tỷ, thôi rút đi đừng làm nước Nga, giết nước Nga. Thì nó lại quay, nó lại nghe lời cộng sản nó đi. Giờ này nó đang bị chết ngập. Tất cả tổ chức Wagner dâu này đã bị truy tố và tiêu diệt bởi Putin. Và hôm nay có tin rằng là theo lời tình báo của Bộ Quốc phòng Anh là Điện Cẩm Linh không còn tài trợ cho Wagner nữa. Ngày 13 tháng 8 vừa rồi, Bộ Quốc phòng Anh cho biết là Nga không còn yểm trợ mạnh mẽ Wagner như trước kia. Hai lý do: một là vì Nga bây giờ đang đói tiền, kinh tế suy sụp; hai là vấn đề Wagner đã phản bội, binh biến. Nếu không nhờ Belarus thì giờ này nước Nga cũng đã tàn phá rồi. Và có nguồn tin cho biết rằng Belarus đang yểm trợ Wagner nhưng mà không đủ khả năng như là Nga. Cho nên bây giờ Wagner đang trở về ở bên quốc gia ở bên châu Phi như là Mali, Burkina, Sudan, Mozambique và Cộng hòa Trung Phi, tức là Congo cũ. Là nơi đây là Wagner nó có trụ sở yểm trợ cho các quốc gia châu Phi này. Khi đó nó trở về để mà nó sống bằng nhờ châu Phi. Cho nên quý vị xem mấy ngày hôm nay nó làm lật đổ chính phủ Niger, rồi bây giờ nó là lật đổ chính phủ Sudan, nơi thì theo Nga, nơi thì theo Tây, vì chúng nó là cái bọn đánh thuê, đâm thuê chém mướn. Và giờ này Putin cũng đang kẹt, là vì cái bọn này nó còn ngầm cho những cái bọn phản đối Putin ở trong nước. Rồi trong khi đó thì cái bọn cầm quyền mới của Niger đang kiếm cách để mà truy tố, truất phế, ghép cái tội cho anh Tổng thống của Pháp là phản quốc. Da trắng nó bảo đâu thì ngồi đó, quỷ bông sừ. Nói chuyện vui một tí, ngày trước có lắm tên Đông Dương ngốt rốt tiếng Pháp, không biết tiếng Pháp là cái gì, mà cũng đeo loan tướng, khố xanh khố đỏ. Về báo cáo với Tây, khi mà thấy con cọp nó về, mông sừ, petit jaune, petit noir, lui manger moi mà lui manger cả mông sừ. Đây đấy, thế mà lên tướng. Thế là ông ấy tả con cọp, ông không biết là le tigre, mà ông chỉ biết rằng là petit jaune, nó có một chút vàng, petit noir, nó có một chút đen, lui manger moi, nó ăn tôi, lui manger cả mông sừ, và nó ăn cả ông nữa. Đấy là con cọp đấy. Cái thứ đó mà nó lãnh đạo Việt Nam thì làm sao mà nó không xuống hố. Rồi có một câu chuyện khác nữa. Phó Tổng thống Đài Loan
đã được chào đón nồng nhiệt khi mà ông ghé thăm New York trên đường đi Nam Mỹ. Phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc là ông Lại Thanh Đức, người mà bây giờ đang ra tranh cử Tổng thống của Đài Loan nhiệm kỳ 24-28 tới đây. Tối ngày 12 tháng 8 vừa qua, ông đã ghé New York trên đường đi thăm Paraguay. Khi mà vào đến khách sạn ở New York, ông đã được kiều bào Đài Loan từ khắp nước Mỹ cũng như những người tàu yêu chuộng tự do dân chủ từ đại lục tàu đã đến để mà chào đón ông. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức cảm động quá, không giữ được nghẹn lời và đã phải cảm ơn mọi người. Theo như thông tấn của Đài Loan, ông đến New York vào ngày 12 tháng 8 lúc 20:49 và ông là một người đã được bà Ingrid Larson và đại sứ Đài Loan tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm ra sân bay đón tiếp ông. Ông là một trong những người đang được dân chúng Đài Loan và thế giới ca tụng, là vì Đài Loan bây giờ là một quốc gia có thể nói là siêu cường về vấn đề con chip. Tất cả những semiconductor chip làm ở bên Đài Loan, ông nước tàu bây giờ Đài Loan đã chiếm đến 85% thị trường của thế giới. Cho nên quý vị đừng bao giờ lo vấn đề tàu Tập Cận Bình đánh Đài Loan ấy. Là vì nếu mà Mỹ để cho Tập Cận Bình đánh Đài Loan là Mỹ mất cả chi lẫn chài. Mỹ nó cũng chả thương gì Đài Loan, nó cũng chả thương gì tàu, nó cũng chả thương gì Việt Nam. Nó chỉ thương nó thôi. Nó là quốc gia tư bản. Quý vị nhớ vào năm 1972 không? Khi mà Nixon tuyên bố là chơi với Mao Trạch Đông, nó nói một câu rằng tôi chỉ cần bán cho người tàu, mỗi một người tàu 50 sen mỗi ngày, 50 sen ly lon coca, 50 sen hamburger, là người Mỹ có thể có 300 triệu đô la mỗi ngày. Nó biết là tàu đói mà. Tại sao nó gọi là tàu đói? Quý vị nhớ người tàu không? Đi đâu gặp, hey, ăn cơm chưa? Người Mỹ gặp nhau hỏi, hey, how are you? Có khỏe không? Nhưng mà người tàu gặp nhau là, hey, ăn cơm chưa? Đói quá. Cho nên Nixon nó chỉ bán 50 sen coca, 50 sen hamburger cho một người mỗi ngày là nó có 300 triệu đô la. Nó đâu có phải nó thương gì Tập Cận Bình, nó thương gì Mao Trạch Đông, nó thương nó. Bởi vậy cho nên giờ này Tập Cận Bình hòm he đủ thứ chuyện mà không dám đụng đến bà Thanh Văn, trong khi bà chỉ nói chọc một câu thôi: nếu mà Tập Cận Bình nó đánh Đài Loan, tôi chỉ bấm cái nút, hàng trăm hỏa tiễn sẽ bay tới đập Tam Hiệp. Dù là một cái lời nói chơi hăm dọa thôi, nhưng mà Tập Cận Bình nó cũng đau chứ, cũng run chứ. Bởi vì Đài Loan hỏa tiễn nó nhiều lắm, nó mua hàng trăm tỷ đô la tiền vũ khí của Mỹ mà. Có phải là vũ khí của Tàu Cộng hay là vũ khí của Nga đâu. Vũ khí của Nga cũng như Tàu Cộng là cù bắp hết. Vũ khí của Nga, của Mỹ toàn là cái thứ gọi là đánh đâu chúng đó. Quý vị nhớ hệ thống hỏa tiễn HIMARS của Mỹ không? Cho Ukraine bắn tàu, bắn Nga tan nát. Ngày hôm qua hỏa tiễn của HIMARS của Mỹ, Ukraine đã dùng bắn hai cái kho đạn nổ tan tành của vùng Crimea, làm cho Nga xiển lưỡng, giờ này đã nghèo đã túng mà là còn hết đạn dược. Thế thì cái ông Lại Thanh Đức này, ông đang ra tranh cử Tổng thống của nước Đài Loan nhiệm kỳ 24-28 đến đây, ông đã nói một câu rằng là Đài Loan chúng tôi là một quốc gia đã có độc lập và tự trị từ năm 48 đến bây giờ, trong khi đại lục giờ này vẫn chưa có thế hiểu thế nào là tự do dân chủ. Tất cả những cái tên như Tập Cận Bình đều là cái thứ đảng cử dân bầu rốt nát. Còn Đài Loan chúng tôi là phải người có khả năng, có tư cách và được dân tín nhiệm với cái lá phiếu của dân Đài Loan. Chúng tôi có 23 triệu dân Đài Loan, nhưng mà dân Đài Loan giờ này dân trí rất cao, Tàu Cộng muốn theo vài chục năm nữa. Còn về kinh tế, Đài Loan giờ này đứng đầu thế giới về vấn đề semiconductor chip. Cả thế giới phải dùng sản phẩm của Đài Loan.
Cho nên với câu nói đó, Lại Thành Đức đã được dân tộc của Đài Loan cũng như là dân tộc của Tàu Cộng mà những người ham chuộng tự do, họ mơ cho Đài Loan trở về giải phóng đại lục và đưa nước Tàu lên hàng siêu cường của thế giới. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.